Anh đứng đó anh nhìn lên đi. Em ra quay cái đường này rồi em đi xuống dưới đó. Anh đứng đây này chụp xuống cái. Dạ dạ. Thì mình đứng mới đứng đó. Nhưng em có lấy thuốc ở trên này không? Lấy sao hết bà, mua cái máy khác đi. Đứng đó, tôi lấy cho. Lấy được chứ. Tôi lấy cho. Đó hai cái lỗ bắt mình thấy ở bên đó đó, bên này nè nó hủng nè. À hai cái lỗ đó. Em xuống đi, em xuống dưới đó đi, xuống dưới đó đứng ngay cái góc ngay cái cửa đó. Rồi. Em chụp. Rồi anh đi xuống theo mình chụp coi cái cửa nó sao. Ừ. Mình chụp được không? Em vừa đi em vừa thu. Nó làm mấy cái chỗ này đá này để cho nó giữ để nó khỏi cái tuột đất xuống đó. Ở trên đỉnh cao gì đi xuống. Mình đi nha, tiếp tục đi nha.